chào tất cả các bạn trong một vài ngày nữa là năm mới đến rồi tôi chúc các bạn một năm mới thật là nhiều sức khỏe an lành và trong năm mới đây uh, các bạn đạt được mọi điều như ý nha trong cái bài này đó các bạn trong cái chuỗi hùng miệng một phút của chúng ta uh, sẽ có cái bài là uh, new year resolutions mà người ta nói về cái sự cam kết đó các bạn resolutions là những cái cam kết những cái lời hứa cho năm mới thì năm nào người ta cũng làm hết trơn á nhưng mà thật ra đó các bạn là đừng có tưởng bở tôi dùng cái động từ idealize idealize something là mình mình cứ lý tưởng hóa cái gì đó trong khi thực tế đó thì nó lại không phải như thế và tôi nghĩ đó tôi dịch cái từ đó là tưởng bở stop idealizing it stop idealizing it ha, đừng có tưởng bở đưa ra những lời cam kết cho năm mới thì bạn đừng có tưởng bở nha bởi vì sau một năm rồi các bạn cũng không thực hiện được gì năm nay lại đưa ra lời cam kết khác cũng không thực hiện được gì đâu nếu các bạn vẫn tưởng bở bây giờ chúng ta cùng luyện nghe và học bài này các bạn nha When you conceive your New Year resolutions, you're full of energy and determination. Imagining the results you might achieve makes you pledge strongly to yourself that you will accomplish them no matter what. However, when the practical work begins, challenges can be discouraging. Failures may drain your motivation, and the initial determination wavers in the face of awful reality. What people often don't understand is that achieving something better requires doing things differently. Facing difficulties, making mistakes, and experiencing setbacks are part of conquering greater abilities. As your capabilities grow, you'll attain more significant achievements. So, whatever commitment you make, stick to it. Difficulties, mistakes, and failures are part of conquering abilities greater than the current you. As your capabilities increase, you will achieve things that are better. That is the truth and the commitment you should make and pursue for the new year resolution. Các bạn nghe được không? Ừ, dĩ nhiên bản thân tôi thì tôi nghe được hết tất cả những cái này từng chữ một, từng âm một, chỗ nào dùng âm gì tôi đều nghe được hết. Thì đạt đến như vậy đó thì các bạn tiếng Anh nó mới khá hơn nha. Bây giờ tôi sẽ vào hướng dẫn cho các bạn từng câu. When you conceive your new year resolutions, you're full of energy and determination. Vậy các bạn. When you conceive your new year resolutions. Khi bạn khi bạn nghĩ khi lúc cái lúc mà bạn nghĩ ra, lúc mà bạn nghĩ ra conceive cái gì đó là là think about hay là think of cái gì đó các bạn là nghĩ ra cái gì đó ha. When you conceive your new year resolutions cái resolutions đó các bạn resolutions là những cái những cái cam kết ha những new year resolutions là những cái cam kết dành cho năm mới những cái lời hứa mình dành cho năm mới thường thường đó các bạn cứ mỗi đầu năm thì người ta thường làm một cái gọi là new year resolutions cái đây là cái đặc điểm văn hóa của phương tây mỹ là như thế thì tôi nghĩ ở nước mình mình cũng làm như thế rồi đưa ra những cái cam kết đầu năm cam kết đầu năm là mong muốn là trong năm nay mình phải thực hiện hoàn thành những cái đó ừ. thì ý đầu tiên á là khi cái lúc mà bạn nghĩ ra những cái cam kết hay là những cái uh, uh, cam kết những cái lời hứa đầu năm mới đó thì you are full of energy you're full of energy là bạn tràn đầy năng lượng tràn đầy năng lượng nha. and determination và và tràn đầy sự quyết tâm tràn đầy năng lượng và tràn đầy sự quyết tâm đúng không cái lúc mình nghĩ ra những cái cam kết cho năm mới năm nay phải làm cái này nha năm nay phải đạt được cái kia nha năm nay phải có được cái nọ nha thì lúc đó đó là mình tràn đầy năng lượng và tràn đầy sự quyết tâm determination là sự quyết tâm full of energy là tràn đầy năng lượng nha. Yeah. Imagining the results you might achieve makes you pledge strongly to yourself that you will accomplish them no matter what. Mm. Imagining the results, sự cái việc mà tưởng tượng ra những cái kết quả you might achieve mà bạn có thể đạt được dĩ nhiên là mình ngồi mình nói là năm nay phải có cái này nha năm nay phải có nhà nha năm nay phải có xe nha năm nay phải đạt được cái sự thăng chức ở trong công ty nha rồi nó phải đạt được một cái mức thu nhập gì đó nó tốt hơn nha khi tưởng tượng đến những thứ đó đó các bạn là tưởng tượng đến cái kết quả tốt đẹp đó mà mình có thể đạt được mà bạn có thể đạt được makes you pledge strongly to yourself là làm cho bạn á, làm cho bạn á là à, cam kết. Cái động từ pledge đó các bạn là cam kết là thề nguyện ha, thề nguyện ha. Hay là pledge pledge to somebody là thề nguyện với ai đó. Và ở đây là bạn là make makes you pledge làm cho bạn à, cam kết strongly một cách mạnh mẽ to yourself với bản thân mình. À, khi tưởng tượng ra những cái kết quả mình có thể đạt được đó thì nó khiến bạn nó khiến bạn cam kết mạnh mẽ với bản thân mình rằng that rằng you will accomplish them accomplish bạn sẽ hoàn thành chúng accomplish là đạt được chúng à, đạt được hoàn thành à, đạt được chúng no matter what dù cho bất kỳ điều gì xảy ra à, dù cho có phải trả giá thế nào đi nữa vẫn phải đạt được những điều đó trong năm nay đầu năm mà cam kết như vậy rất là sướng. Ha, cái ý là như thế đó các bạn. Khi tưởng tượng đến kết quả nó làm cho mình muốn là cam kết mạnh mẽ với bản thân uh, là sẽ hoàn thành cho bằng được cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. No matter what. However, when the practical work begins, challenges can be discouraging. Hmm. However, tuy nhiên, when the practical work khi cái công việc thực tế đó, the practical work begins nó bắt đầu khi công việc thực tế nó bắt đầu challenges can be discouraging challenges ở đây là những cái obstacles những cái problems ha là những cái rào cản những cái uh, vấn đề nó xảy ra thì uh, những cái thử thách hay là những cái khó khăn nó có thể làm cho bạn discouraging discourage discouraging là nản chí À, có nghĩa là um, khi mà cái um, khi mà uh, bắt đầu làm thực tế, khi mà cái công việc thực tế nó bắt đầu hay là khi bắt đầu làm thực tế thì những cái khó khăn có thể làm bạn nản chí, khó khăn có thể làm bạn nản chí. Failures may drain your motivation and the initial determination wavers in the face of awful reality. Mm. Failures, failures failures ha may drain your motivation là những cái thất bại đó có thể làm drain drain là cạn kiệt làm cạn kiệt dura 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 drain a drain 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 your motivation motivation là động lực những cái thất bại có thể làm cạn kiệt động lực của bạn là có thể hút cạn động lực của bạn, cứ thất bại là nản thất bại là nản mất hết động lực luôn ha. And the initial determination và cái sự quyết tâm ban đầu đó initial là ban đầu, đầu tiên á ha là và cái sự quyết tâm ban đầu wavers, waver động từ waver có nghĩa là lung lay, bị lung lay đó các bạn. Cái quyết tâm ban đầu wavers nó bị lung lay in the face of awful reality Bị lung lay với cái gì? Với cái thực tế à, khủng khiếp, với cái thực tế phủ phàng. À, có nghĩa là cái quyết tâm ban đầu nó bị lung lay khi đối mặt với in the face, khi đối mặt với thực tế phủ phàng. Đã, các bạn có hình dung ra không? Có nghĩa là thất bại nó làm cạn kiệt cái động lực của mình và cái quyết tâm ban đầu của mình á, nó bị lung lay khi đối diện với cái thực tế khủng khiếp thực tế phụ phàn thực tế phụ phàn là sao không có đạt được những cái thứ mà mình nó lớn hơn mình quá nhiều đi đó đó là thực tế phụ phàn what people often don't understand is that achieving something better requires doing things differently mm, yeah what people often don't understand is that cái điều mà người ta cái điều mà người ta thường không có hiểu là achieving something achieve achieving something better than better achieving something better là để đạt được một cái gì đó tốt hơn tốt hơn có nghĩa là cái mình đang có nào nó chưa tốt đúng không mà để đạt được một cái gì đó tốt hơn requires đòi hỏi đòi hỏi doing things differently là đòi hỏi uh, phải làm mọi việc doing things là phải làm mọi việc một cách khác biệt có nghĩa là nó không có làm mình không có thể nào làm giống như những cái gì mình từng làm mà đòi hỏi kết quả tốt hơn hay là kết quả khác đi được các bạn. Mà muốn kết quả, muốn kết quả nó tốt hơn, achieving something better để đạt được một thứ gì đó tốt hơn thì nó đòi hỏi là phải làm mọi thứ khác đi. nha. Đó, chính cái việc làm mọi thứ khác đi đó nha các bạn ha. Facing difficulties, making mistakes And experiencing setbacks are part of conquering greater abilities. Mm. Facing difficulties là đối mặt với đối mặt với những khó khăn. Making mistakes là uh, phạm sai lầm. To make mistakes là phạm sai lầm. Đối mặt với nhiều khó khăn, phạm phải nhiều sai lầm. Phạm phải nhiều sai lầm. And experiencing setbacks. và trải qua experiencing, động từ experience là trải qua cái gì đó ha, mà trải qua cái gì setbacks. Setbacks là những bước lùi, những bước lùi ở đây có thể hiểu là những thất bại đó các bạn. Nó là một cái từ khác của failures ha. Đối mặt với những khó khăn, phạm phải nhiều sai lầm và trải qua nhiều thất bại ha. or part of conquering. Conquer, động từ conquer con 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 ngờ ngờ con conquer conquering greater abilities là là một phần là một phần của cái việc chinh phục những cái khả năng lớn hơn greater là lớn hơn à, mà abilities là những cái khả năng khả năng là của mình đó các bạn có nghĩa là trên con đường chinh phục những khả năng lớn hơn thì mình sẽ đối mặt với thất bại sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm và trải qua rất nhiều các cái thất bại đây à, đó các bạn là nó là một phần của cái việc chinh phục, chinh phục những khả năng lớn hơn thôi, là chinh phục cái khả năng lớn hơn thôi nha. nha tôi không nói gì khác ngoài cái khả năng ở đây. Đó các bạn. Các bạn nhìn thấy cái conquer nè, conquer nè, conquer, conquer. Ờ. À, đây, động từ conquer ha, con, 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 con âm ngờ conquer, conquer, conquering, conquering, đừng đọc là khờ khờ nha. Tôi cũng đã từng bị sai chỗ này, tôi đọc là conquer, conquer, không có ông có ở đây mà là khờ khờ khờ, conquering, conquering, nha các bạn. As your capabilities grow, you'll attain more significant achievements. Hmm. As your capabilities capabilities grow, khi khi cái khả năng của bạn phát triển hồi nãy là abilities đúng không thì cái capabilities là một cái danh từ có nghĩa tương tự ha mình không muốn lặp lại cái danh từ cũ tại vì lặp lại nó trở thành điệp từ cho nên thay vì dùng ability lại đổi thành capabilities capabilities nha. Yeah. số so nhiều là capabilities as your capabilities grow khi khả năng của bạn phát triển phát triển động từ grow là phát triển You, 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 attain, you attain more significant achievement, achievements. You attain more significant achievements. Bạn sẽ, bạn sẽ đạt được, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu, nhiều thành tựu lớn hơn, more significant. Significant là to lớn, à, mà more significant là to lớn hơn. À, như là đây là tính từ có nhiều âm tiết nữa các bạn thì nhiều âm tiết đó từ hai âm tiết trở lên mình phải dùng mua nha khi khả năng lớn hơn thì mình sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn hơn đó là điều chắc chắn các bạn đôi khi các bạn đưa ra cái mong ước là năm nay phải đạt cái vật chất này này phải đạt vật chất kia thu nhập nó phải tăng lên rồi cái gì cũng đặt cho nó tốt hết trơn á và tưởng tượng cái kết quả đó nó làm cho mình phấn khích dữ lắm đó nhưng mà chưa bao giờ có ai đặt là làm sao để khả năng của mình tăng lên hết trơn tại vì khả năng mình tăng lên mình mới đạt cái kia điều kiện tiên quyết là khả năng phải tăng lên mà muốn khả năng tăng lên thì mình phải làm những cái việc khác biệt mình phải làm nhiều cái cái nó lớn hơn bản thân nó khó hơn bản, nó khó hơn hiện thời tại vì bạn làm những cái mà giống như hiện thời thì chỉ cho ra kết quả giống y chang như cái mình đạt được trong năm nay thôi mà muốn có được kết quả tốt hơn đẹp hơn lớn hơn thì phải có cái khả năng lớn hơn đó thì bây giờ mục tiêu là cái khả năng lớn hơn nha các bạn ha so whatever commitment you make stick to it so whatever commitment you make stick to it chính vì thế chính vì thế dù bạn cam kết whatever commitment là cái cam kết bất kỳ thứ gì là cái cam kết bất kỳ cam kết gì bất kỳ cam kết gì whatever commitment you make là mà bạn thực hiện yeah. thì cho dù bạn cam kết bất kỳ điều gì stick to it stick to it có nghĩa là mình phải bám vào nó có nghĩa là phải thực hiện nó đến cùng cho dù bạn cam kết điều gì phải thực hiện điều đó đến cùng nha yeah. stick to it difficulties mistakes and failures are part of conquering abilities greater than the current you Hmm, difficulties, mistakes, à, hơi lặp lại xíu. Những khó khăn, những cái uh, sai lầm and failures và những thất bại hồi nãy mình dùng cái danh từ setbacks nó giống như failures. Are part of conquering, conquer, conquering abilities greater than the current you. Là nó là một phần của việc chinh phục à cái này là cái cụm này nãy mình có học rồi ha nó là một phần của cái việc chinh phục abilities những cái khả năng greater greater than the current you là nó lớn hơn cái bản thân bạn bản thân bạn hiện thời nó lớn hơn the current you hiện thời bạn sao thì đó là cái the current you là cái khả năng hiện thời của bạn là cái bạn đang hiện thời đó bạn là hiện thời đó thì chinh phục những cái khả năng lớn hơn bạn hiện thời. Ha, có nghĩa là bạn phải đối mặt với những cái này. As your capabilities increase, you will achieve things that are better. Ừ. As your capabilities increase, khi những khả năng của bạn mà lớn hơn à, mà tăng lên, khi khả năng của bạn mà tăng lên, you will achieve things, bạn sẽ đạt được những thứ that are better, tốt hơn bạn sẽ đạt được những thứ tốt hơn lương thì lương tốt hơn cao hơn đúng không rồi vật chất thì vật chất lại tốt hơn tất cả những gì bạn mong ước đó nó sẽ tốt hơn với điều kiện là as your capabilities increase mà để capabilities increase thì các bạn phải trải qua nhiều cái thất bại nhiều cái lỗi lầm và nhiều cái bước lùi nhiều khó khăn là như thế That is the truth and the commitment you should make and pursue for the new year resolutions. That's the truth. Đó là chân lý. That's the truth. Truth. Đó là chân lý. And the commitment you should make and pursue. Và là cái cam kết và là cái sự cam kết mà bạn nên thực hiện, bạn nên đưa ra và theo đuổi. Có nghĩa là mình cam kết là khả năng của mình phải lớn hơn. Ở cái ví dụ như cái nghề nghiệp của mình nè, à, khả năng của mình phải lớn hơn. Ví dụ như bây giờ mình đang là nhân viên, khả năng của mình đó, nó phải giỏi như là một ông trưởng phòng của mình hiện tại. Là mình đặt mục tiêu khả năng của mình phải giỏi như ông trưởng phòng ở hiện tại thì tự nhiên mình bằng mức lương của ông thôi. Đúng không các bạn? Nó không phải luôn luôn như thế, nhưng mà khả năng của mình giỏi như ông trưởng phòng thì chắc chắn là mình sẽ thế nào mình sẽ đạt được vị trí trưởng phòng mà đạt vị trí trưởng phòng thì mọi cái nó tốt hơn chế độ tốt hơn thu nhập tốt hơn rồi công danh sự nghiệp được đánh giá cao hơn tất cả những cái đó rồi về vật chất đó về thu nhập bạn tốt hơn thì bạn sẽ có mọi cái tốt hơn muốn nhà muốn xe gì đó thì nó đều nằm ở chỗ này hết các bạn yeah. and pursue for the new year resolutions cho cái sự cam kết đầu năm mới ha cho cam kết đầu năm mới đó là chân lý và là cái cam kết mà bạn nên thực hiện và theo đuổi cho cái cam kết đầu năm mới của mình chứ không phải là mình cứ nói về vật chất là mình sẽ có nha. Yeah. Nói cái đó nhầm tại vì năm tới bạn sẽ thất vọng nữa, tại vì mình đã thất vọng bao nhiêu năm rồi. Vậy bây giờ năm nay, năm nay thay vì tôi nói cho các bạn về cái New Year Resolution như mỗi năm thì tôi muốn nói cho các bạn đó, đừng có tưởng bở, đừng có tưởng bở. Nha, mà mình đưa ra cái mục tiêu mà nhầm lẫn xong rồi thì chắc chắn là mình cũng sẽ lại rơi vào cái thất vọng thêm một năm nữa thôi các bạn cái đúng đắn nhất là làm sao cho khả năng của mình tăng lên mình đặt mục tiêu là khả năng tăng lên bằng với ông trưởng phòng hay là bằng một người giỏi nào đó trong công ty thì như vậy đó trong năm mới này bạn phân tích thử xem người đó có những khả năng gì mà giỏi À, thì như vậy bạn đặt mục tiêu cái khả năng này phải bằng người này khả năng kia phải bằng người kia và ví dụ như một hay hai là thậm chí tối đa ba thôi ba cái khả năng tối đa hoặc đặt một cái thôi cũng được mình làm sao cái cái khả năng A này mình phải bằng cái người kia hoặc là vượt trội người kia trong năm mới này mình mới chịu thì lúc đó 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 mới là cách đặt mục tiêu đúng mọi cái khác đó các bạn nó là sản phẩm phụ cho cái khả năng được tăng lên này ha yeah. cho nên là Đừng có tưởng bở, các bạn phải biết cách đặt ra mục tiêu cho năm mới một cách rõ ràng như vậy ha. Bây giờ tôi sẽ giúp các bạn đọc từ đầu đến cuối. When you conceive your new year resolutions, you're full of energy and determination. When you conceive, con, conceive, e c c conceive, conceive your new year, new year resolutions, reser, reser, resolution, resolution, shen, shen resolutions, resolutions. Your your full of full full full. Đừng đọc full full mà là full full of full of energy, energy, energy and determination, determine determination determine determination determination động từ là determine ha danh từ determination determination Imagining the results you might achieve makes you pledge strongly to yourself that you will accomplish them no matter what. Imagining, imagine, imagining, imagining the results, 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 results you might achieve, you might achieve, achieve, makes you, makes you pledge, 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 pledge strongly, pledge strongly let strongly to yourself to yourself to yourself that you will accomplish you will uh, accomplish you will uh, accomplish 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 them no matter what no matter what no matter what however when the practical work begins Challenges can be discouraging. However, when the practical, practical work, work begins, when the practical work begins, challenges, challenge, challenges, yes, challenges can be discouraging. Discouraging. Discouraging, discouraging. Failures may drain your motivation, and the initial determination wavers in the face of awful reality. Failures, failures may drain, 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 drain your motivation, 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 and the initial, initial, initial determination, determination waver, 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 waiver, wavers, wavers in the face, in the face of awful reality. Awful, 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 awful. Đừng đọc phun phun. Awful reality, 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 reality. Bốn tiếp, reality, reality. À, các bạn. Reality, reality, reality. What people often don't understand is that achieving something better requires doing things differently. What people often don't understand is that. What people often, often don't understand is that achieving, achieving something better, achieving something better, better requires, require, we require, require, requires, requires us, us, requires. Doing things, doing things differently, doing things differently, differently. Facing difficulties making mistakes and experiencing setbacks are part of conquering greater abilities facing difficulties 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 making mistakes making mistakes makes mistakes mistakes and experiencing. experiencing 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 setbacks 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 are part of, part of, part of, conquering, conquer, conquer. Đây các bạn, conquer, conquer, conquering, conquer, conquer, conquering, conquer, conquer, conquer con, 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 conquer, conquer. Tại vì sao? Tại vì sao? Cái âm cờ này các bạn, cái âm n mà đứng trước âm cờ đó, nó biến thành âm ngờ. Nè, âm cờ nè, đây là âm cờ, Tại sao biết âm cờ? Nhìn vào phiên âm mới biết âm cờ. Nha. Con cờ 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 thì cái âm n phía trước biến thành âm ngờ là con chứ đừng đọc là con nha. Con 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 đúng mà là con. Conquering, conquering, greater, greater abilities, greater abilities. As your capabilities grow, you'll attain more significant achievements. As your capabilities, caper, capabilities, caper, Capabilities, capabilities, caper, capabilities, capabilities grow. Capabilities grow, 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 grow. You attain. You chữ L, các You, 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 you. Cũng khó nghe ha. You, âm L. You attain, attain, A, attain, attain more significant, significant achievements, achievements. So, whatever commitment you make, stick to it. So, whatever, whatever commitment, commitment you make, you make, stick to it, stick to it, stick to it. Difficulties, mistakes, and failures are part of conquering abilities greater than the current you. Difficulties, mistakes, mistakes, and failures, failures are part of, part of, conquering, conquer, conquer, conquering, conquering. Abilities greater than the current you, the current you, current you. Cái chữ current, cái nó có âm nghẹn các bạn, mình nói chữ you, current you, current you, current you. Còn đôi khi mình nói current you, current you thì nó không hay mà current, rent, rent you, current you, current you. As your capabilities increase, You will achieve things that are better. As your capabilities increase, as your capabilities increase, increase, you will achieve things, achieve things that are better, that are, that are better, that are better. As your capabilities increase, increase, you will achieve things that are better, that are better. That is the truth and the commitment you should make and pursue for the New Year resolutions. That is the truth. That is the truth. Truth, truth. And the commitment you should make, the commitment you should make and pursue and pursue for new year resolutions, resolutions. Rồi, bạn nào đang xem mà chưa đăng ký vào kênh bấm vào nút đăng ký hoặc là subscribe vào kênh của tôi là thắng phẩm các bạn nha. Bây giờ mình sẽ nghe lại từ đầu đến cuối. When you conceive your new year resolutions, you're full of energy and determination. Lúc bạn nghĩ ra những điều cam kết cho năm mới thì bạn tràn đầy năng lượng và quyết tâm. Imagining the results you might achieve makes you pledge strongly to yourself that you will accomplish them no matter what. Việc tưởng tượng những kết quả bạn có thể đạt được khiến bạn cam kết mạnh mẽ với bản thân rằng bạn sẽ phải đạt được chúng dù phải cố gắng đến đâu. However, when the practical work begins, challenges can be discouraging. Tuy nhiên, khi bắt đầu làm thực tế, những khó khăn có thể làm bạn nản chí. Failures may drain your motivation, and the initial determination wavers in the face of awful reality. Thất bại có thể làm cạn kiệt động lực của bạn, và quyết tâm ban đầu bị lung lay khi đối mặt với thực tế khủng khiếp. What people often don't understand is that achieving something better requires doing things differently. điều mọi người thường không hiểu là để đạt được điều gì đó tốt hơn đòi hỏi phải làm mọi việc một cách khác biệt. Facing difficulties, making mistakes, and experiencing setbacks are part of conquering greater abilities. việc đối mặt với những khó khăn, phạm sai lầm, và trải qua thất bại là một phần của việc chinh phục những khả năng lớn hơn. As your capabilities grow, you'll attain more significant achievements. Khi khả năng của bạn phát triển, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng hơn. So, whatever commitment you make, stick to it. Chính vì thế, dù bạn cam kết điều gì, thì hãy làm đến cùng. Difficulties, mistakes, and failures are part of conquering abilities greater than the current you. Khó khăn, sai lầm Thất bại là một phần của việc chinh phục những khả năng lớn hơn con người hiện tại của bạn As your capabilities increase you will achieve things that are better. khi khả năng của bạn tăng lên bạn sẽ đạt được những điều tốt đẹp hơn that is the truth and the commitment you should make and pursue for the new year resolutions. đó là chân lý và là cam kết mà bạn nên đưa ra và theo đuổi cho những quyết tâm năm mới của mình